Rồi em xin chào nhà nha Hôm nay em lên thêm lô mới cho nhà chọn ha Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha Còn nếu tin tưởng em á Chuyển khoản bên em bao ship ha Rồi đầu tiên một con CK nha CK là thương hiệu Mỹ Máy thủy nha Có vỏ hộp đầy đủ Con này full luôn á Nè Sweet Mart Thụy Sĩ ha Đây nha Có cái cái hộp chồng Này còn cuốn sổ đây Có cái sổ gì cô vậy Này về làm quà tặng người thân cũng được nha nhiều anh em mua có hộp về quà tặng cũng dễ Đó, con này thì CK là thương hiệu Mỹ rồi máy thủy con này nó sẽ khác nha, mấy con CK kia là nó sẽ kính sapphire nha nó kính kính sapphire để em test thử cho kính không loan nước kính anh em xài kính là thấy là biết ha Đây, một con CK ha thương hiệu Mỹ máy thủy chúc cho nhà xe máy luôn lịch gốc 3 giờ nha mặt trắng thư sinh cọc số thép ha này còn mới lắm mình hồng ở đây rất mỏng tính ra con này mỏng đó nha dây khóa còn phải sức khóa zin hết dây khóa zin hết nha độ mới này cao đó. mặt sau đây Switch mát ha chuẩn thì sĩ luôn có thông số đủ nha rồi con này xe ngang của nó luôn là 42 nha đứng luôn 48.5 mỏng 73 ha thì thương hiệu này cái nhà là đeo là nó sang nha, tự cái thương hiệu Sika thương hiệu nổi tiếng mà cho nhà xe máy nè đây nha thì bên em bán là CK là máy vàng này ha. máy to lắm máy muốn hết hết cái đồng hồ luôn. máy V8 nha máy V8 máy vàng rồi một con để đo dây nha con này dây 19 được nha dây còn dài 19 luôn đó. Đó. nè tay 7 đeo dư ba ngón lên tay 7 nè thì form này cái nhà anh em tay 10 nói chung form này 42 là tay nào cũng được nha tay 19 đổ về này 16 16 đổ lên hoặc 15 được đó, Tại cái càng này không có dài đâu 15 16 đổ lên cũng được nha cái form này dễ đeo mà. Đó, lên tay nè mặt trắng ha Đây một con Sika thương hiệu Mỹ máy thủy nha, nha con này thì em bán nhà giá là 1 triệu 750 mã B49 nha có hộp nha hộp sổ đầy đủ đó này như cái nhà mua con nói chung có dùng rồi nhưng mà anh nhật anh dùng kỹ ấy. mua con cặn mới nè có hợp rất là sự nha rồi một con này thương hiệu nội điện nhật nè cái hiệu nó dài lắm nè nó viết tắt hết nè nhưng mà nó là bản nội điện nhật ha mắt in sao băng nè con này thì full box luôn rồi. con này chưa có dùng chưa có lắp dây luôn mà sổ nè này cái nhà mua về tự mình lắp luôn có mặt không ha nhưng mà dưới đây là cái dây dưới đây nè ở cái sổ nè dây nè sách hướng dẫn lùm á này dây ừ. nè thì dây zin đó nha dây zin đó nè có cái dập hiệu nè mất in sao băng nè thì dây này về mình tự lắp ha cho cảm giác mình mua qua hàng mới đi đây. đây cái dây thí dụ gì nè nó có cái cái chốt nha. chốt cái lấy tay mình à, đẩy nó thọc vô thục ra ha rồi cứ lắp qua đây thôi nó đơn giản đây à. còn dây mới tinh ha rồi, con này thì cả nhà sạch Google nó sẽ là tới uh, vẫn còn bán nha. Việt Nam như có bán luôn á, 4 triệu mấy. Đây, để cho nhà xem nó. Mới tin nè, con này để em test kính cho. Con này kính không loan nước nha kính không loan nước luôn ha. Đó. Kính đó. Nhà anh em xài kính nó biết ha. Rồi, con này thì lịch gốc 3 giờ chạy 5 kim nha, 5 kim. À, pin kim trôi luôn bấm nè trôi như cơ vậy hả dù cái nhà đeo á đeo bấm cho chạy nè ừ. tên tưởng đâu cơ không à này kim rốn đồng hồ chính ha kim rốn đồng hồ chính mắc in sao bằng này đổ mới nha khỏi vàng à, cái vỏ vàng nước vàng đẹp lắm mới tinh vậy chưa có gì ha mắc in sao bằng hết chưa có đeo gì luôn mà bà cốt bấm ngưng nè reset pin ừ. kim trôi ha nấm dập hiệu hết rồi xe ngang của nó luôn là 39 nha Xe quốc dân Kiểu xe thần tài nha Mỏng thì 89 Cái càng thì đó đây nha Càng nó luôn là 46 ha Rồi con này thì mới đây cho nhà xem Đây nha Mới Việt Nam có bán luôn á 4 triệu tư nha 4 triệu tư đúng mẫu luôn Không khác gì nha Ngày xưa bán là 5 triệu rưỡi nha Xe 4, 4 triệu tư nha nên anh em mua qua hàng mới giá xây cái này mua về tặng được nha giá này là quá ok nha con này thì có hộp này nè, đầy đủ vậy nè anh em bán 1 triệu 650 thôi chiều 650k mã B48 ha pin kim trôi nha 5 kim pin kim trôi ha tính xa phê nha rồi em còn cái kính này nha kính này của Đức anh em nào thích kính thì mình chốt thôi cái cây này giá quá bình dân nha nè thương hiệu ở đây nó mix này nha mix Remani ha con này nó có cái mã đó là 17155 gì vậy 135. Tức là cái gọng này qua đây 135 hay gì á. Từ con này sang ngang nó 12.5 năm Này anh em mặc vừa hoặc mấy chị nữ ha, nam nữ dùng chung ha. có thông số ở giữa nè. Cái dáng con này rất đọc độc nha. Kính đức nhà biết rồi, này độ mới cao lắm, cây nè. Full zin hết nha, có thông số ở đây nè. Đây, cái dáng ở đây. Đó. Nó độc ha, Máy đúc này mới lắm, còn mới Rồi, cái xe ngang con này thì 12 năm Này có lên rồi Đây Này mấy chị hoặc là mấy anh nam mặc vừa thôi 12.6, 12.5 thôi đó Này thì cái form mà Cái anh em 13.5 đổ về đeo mấy form được hết à Rồi, kính này vẫn là 950 nha 950k mã K1 nha 950 mã K1, kính đứt nha Thương hiệu đứt kính mát đó nha Kính mát chứ không phải là kính cặn gì nha Kính mắt nó còn mấy này không có trầy vậy đó cái mắt xịn nó không có trầy vậy nha ai kết kính chụp hình trên zalo cho em Rồi em lên chỗ nhà cái báo thức senko ha, hai chân kính mà sao bằng con này đọc cái là có lịch với dáng rất lạ à, dáng đọc lạ vậy. anh em mà hay sưu tầm báo thức chưa có mẫu này chốt này cái vỏ ngoài của nó là màu nâu ở dưới đây nha nó hơi mớp nhưng mà về mình chỉnh được ha về mình nắng ra dù anh em chịu khó mình ngồi mình nắng được à, bình thường đó nè này đâu ảnh hưởng gì đâu kiểu nằm trong lô cắn nè có tiếng nhật ừ. senko là chuẩn chuẩn nội địa rồi thì cái này là cốt này có một cốt một à có báo thức báo, báo giờ nằm chung luôn đó này là chỉnh báo thức nè cái kim nhỏ nè đó, kim nhỏ nè đó đó là bật báo thức á rồi cái này là kéo cái bật báo thức nè nút này bật đẩy cho tắt báo thức kéo cái bật báo thức này chỉnh giờ nè con này đang chạy ok rồi đó con em chỉnh chạy ok nha nên nhanh chậm nếu mà trong thời gian mình xài nhanh chậm chỗ đó, đó. rồi em em xe cho báo thất luôn kéo này báo thất ra ha kéo ra nè xe báo thất đó tắt nè rồi con này lịch nữa ha nè bên đây nè có hai căn gạt nè ở gạt đây là lịch ngay nè ừ. đây là thứ đây nè thứ đây cần gạt đây nè đó thì mình cứ canh theo nè. Ví dụ này dù thứ bảy cái nè màu xanh nè chủ nhật màu đỏ nè thứ hai thứ ba thứ tư đó đơn giản thôi rồi con này là một con báo thức ha dáng lạ có lịch nha này đáng số đầm ha rồi xây ngang của nó luôn là 74 luôn 74.4 á đứng 59 cái hộp thì đứng luôn là 78 bên đây cái là 88 ha rồi con này em bán 750 mở bơi 50 50 nha 750 b 50 ha ai kết chụp hình tên Zalo cho em báo thức nó là dòng cổ nha rồi em lên tiếp chứ nhà một con này lạ nè đây con này hình như mới nha mới như cái nhà sạch Google đó. nó như còn nó tính điện đô á 135 đô nha tính là gà, gần 3 triệu gần 3 triệu Việt Nam nó đọc ha tự kia nè cái trong của nó nha là ở dưới nhà thấy rêu đó. rêu hoặc là cỏ vậy ở trên thông ở trên Google search ra là nó nó báo là riêu nó, nó kết hợp lại hai cái mặt nó đọc con này anh em nào mà hay số đầm đồng hồ mà lạ độc lạ không đụng hàng là máy này ha em test kính cho nhà xem kính hả kính không loan nước nha đó rồi con này thì full zin này độc lạ toàn thân nó được uh, mã rơm màu vàng ha màu vàng nữa kiểu vàng đồng á dây của nó đây xin hết nha xin nó luôn á độ mới này cao nè dây của nó dập hiệu hết khóa à. dập hiệu hết à, con này độc lạ ha. anh em sẽ đầm chốt này bao không đụng hàng luôn kim chỉ thứ hai cũng hơi mệt nha có nhưng mà hơi mệt xe ngang của nó luôn là 42 mỏng ở mười đứng nha năm mươi mốt ha cái mặt nha. rất độc luôn rồi con này thêm bán 1 triệu 150k mã B51 ha. Máy nhật cái nha. Con này máy nhật ha. 1 triệu 150k B51. Ai kết chụp hình tên Zalo cho em. Giá rất là độc luôn. cho em lên cho nhà một con quýt. Uh, quýt này có cái vỏ nè. Để à, cho anh em sưu tầm đẩy vô nè. lại Này thì cái vỏ ngoài bên đây nó răng Có răng Có báo nè. Nó kiểu da. Nhưng mà để lâu quá, bị muốn oxy quá. Hơi răng xíu. Nhưng mà vẫn còn đẹp rồi còn ok á đó. À. Đó. cái này là cái vỏ màu đồng chứ không phải bằng đồng ha nó cái vỏ màu màu đồng thôi à, mấy mấy nhật ừ. thương hiệu da xích là của máy nhật rồi đợt này thường anh em số đầm nhiều xe ngang của nó luôn là 41.6 mỏng nó chín đi tám nó y vậy nè ừ. nhìn nó cổ điển bỏ vô ừ. dài lại nè rồi con này thì cái vỏ nó vậy em bán hai ba mươi thôi hai trăm ba mươi k chuyển khoản bao ship mã quy mười ha 2 có cái cái hộp kiểu cái vỏ bằng da con này là cơ nha con này là quýt cơ cơ cổ xưa chốt cho nhà xe máy luôn. nhưng mà em sẽ bán máy trắng này quýt thành con rồng Đó. Anh, anh em phong thủy chốt này rồi xe ngang của nó luôn là 40 46 46 1.6 6.5 mỏng thì 10, 14 đây cho nhà xe máy cơ cót tay ha, lên cót nè. Đây nha. Ừ. Ừ. Thì trong máy thấy có ghi chữ 17 gì nè, 17 quy gì đó. Nhưng mà này có chân kính nha, máy trắng không dập hiệu gì đó. Ừ. Em chỉ bán máy trắng nha, để anh em mình đỡ mất thời gian hỏi máy này máy kia nha. anh em mà xài cơ biết biết máy gì nha. giá trị thì là biết rồi. Thôi anh em ta số tầm nhiều. Nói chung là đang chạy ok luôn đó. nè nhìn cái màu nó cũ cũ chứ nó còn mới nha Như tự cái màu thiết kế cho cổ điển à, dây khóa nè. Rồi con này thì em bán trăm 35, 350 thôi 350 k mã quy 11 một giá số tầm nha nó quýt ha rồi em có cái móc khóa nè, hình thánh giá nha. anh em là bên đạo chốt này em được Đó. con này máy nhật đen nè sao sau đây nó đọc đồng hồ đồng hồ nha thông số nè cách in China tức là lắp ráp bên Trung Quốc ha nhưng mà máy nhật ha máy nhật đèn dày thì thường anh em ta sưu tầm thôi móc khóa xe nữa đó cũng hay lắm rồi xe ngang cái này thì 30 ha đứng nè 34 rồi con này em bán 200 mã Q12 chuyển khoản bao ship đó nha chuyển khoản hết là bao ship ha rồi em lên cho nhà một con multiband 6 nè con này bản titanium toàn thăng luôn anh em mà dị ứng với bản thép inox mồ hôi muối chốt bản titanium thì thường có anh em hỏi bản khuôn thép dòng hai máy dòng vừa kim dương tử cái show, chốt này kính zin đẹp không sức mẻ có lông mèo nha có lông mèo không đáng kể đâu con này độ mới còn ok 85 phần trăm nha hàng xây gì quá chắc mặt sau đây con này thì thông số cũng có đây cứ sạch Google nha cái LCW M100 TX là ga đó thôi ừ. Ultiman 6 nè dòng lay a dòng cao ha cũng vậy nha cái đang còn tiếng Nhật trước khi đêm chỉnh về ok chưa cái nhà bấm nút 4 giờ chuyển qua đây coi dây nè, chuyển qua đây coi giờ nè. Coi giờ bằng kim chuyển qua đây coi coi ngày thứ ha. Ngày tháng ngày thứ cũng được. À, mức pin nè. Xem được nhiều múi giờ thế giới nè, ở Việt Nam coi được nè, London ví dụ đang là 12 giờ 59 nè. Paris nè, dù Paris nè. 1 giờ 59 là nè. nó. Nhiều lắm nhiều múi giờ thế giới lắm, nó hay luôn. Rồi bấm qua đây cái là báo thức. Một ngày cả nhà có thể chỉnh cho này là năm lần báo thức ha. Rồi một báo tiếng nè, đúng tiếng trên cái đó rồi bấm về thể thao rồi giờ về ngược rồi quay lại vô bình thường đơn giản thôi con này thì mấy dòng này em bao nhà pin khỏe nha tự pin khỏe mới reset mới chỉnh giờ được đó nha còn pin yếu là bấm đèn chừng cái đó là nó sẽ yếu rồi nè đèn bấm bấm liên tục chưa xin tức là pin nó cầm đó nha pin cầm có giờ quan ha mặt đen bao công bản titanium siêu nhẹ luôn, dây còn dài lắm dây này tới 19 được lên tay nè thì hàng xây nha giá này là cái nhà mình trải nghiệm được rồi. từ cái giá này muốn bằng tiền cục pin ra rồi rồi con này bán 850 mã A81 nha 850k A81 xe ngang con này thì 40 nha xe quốc dân 39.8 đứng luôn là 43.7 mộng 9 đi siêu nhẹ siêu bền nội đồng có đá là mấy này nè anh em nào kết chụp hình tin Zalo cho em rồi em còn một con bản quân đội nè con này mới lắm ừ, nhà thấy Facebook có nhiều anh em mà hay diện đầu lính rồi đó nó chốt mấy này đúng luôn mặt của nó là mặt xanh quân đội cọc số học trò dạo quan nha em test chưa pin năng lượng khỏe luôn nha đó, đèn ừ, sáng sáng chừng cũng vậy nha mức pin nè giờ thế giới nè báo thức nè dễ thao giờ điểm ngược quay lại bình thường không khác gì con kia nha không khác gì con titanium mới nãy á nó dòng multi ban pháo chỉ là khác bản dây thôi đó, dây con này bản dây kia dây dù quân đội mặt trong đẹp mặt sau nhà thấy à. thì đồng hồ xây em đã quay kỹ báo rồi nha báo có nhiều anh em vô hỏi nha. còn mới không rồi nọ đã báo rồi nha nè, báo mới gì nè vô hỏi còn mới không nữa thì cái câu đó mình hỏi nha. cũng như không nha không có ý nghĩa gì hết nè con này thì lắp ráp thái lan nha thái lan mã là casio wva 630 sáu ba nè nước sơn nó còn nguyên chưa gì đó. À, kính này, em báo nè à, kính không sức mẻ dẫn báo quách lông mèo kính đẹp luôn nó à, dẫn vô hỏi là kính có trầy xước không em đã xước trầy xước làm báo liền nha đã mình xem video mà vô hỏi nữa thì mất thời gian quá ha à, à ca sô dập hiệu thái lan luôn rất là mới nha con này thì chắc rồi dù cái nhà mua cái con cũng dòng mà luôn mua đi ban sáu sáu trăm rưỡi vẫn có năm trăm rưỡi vẫn có cũ hơn đó, nhưng mà con này nè, bản ta mới nè, với lại bản đặc biệt dòng quân đội 850. Dù mình mua mắc hơn 1 200 000 nhưng mà mình tùy nha, tùy theo mẫu ha. Nó với tùy theo độ mới á. Ví dụ con này mà nằm giá 600 rưỡi tức là nó sẽ cũ rồi, cũ xíu ha. Ừ. Mình mua mấy con này về nè, đó là mình nhận hàng vừa ý khỏi sửa gì đeo thôi. Xe 42 nha. Đứng luôn là 45 mỏng. Đó, 10 chính ha. Có nhiều anh em mua cũ về s 3 chưa chắc gì qua mấy con mới đi nha. Tự cái chắc xin của người ta nó mới gì mà Lên tay này Chắc xin full zin mở mới gì nè Mặt xanh nè Rồi con này 850A64 nha 850A64 ha Cái nhà cứ để ý dòng Casio mà pin năng lượng á Mua cho 6 em ít có sale lắm Tự mấy dòng đó là Sưu tầm cho những anh em ta cần thôi Nhiều anh em ta thích sưu tầm mấy dòng đó Nó là vừa siêu bền mà nội động có đá là nó đó Xài đồng hồ mà lời hay không là xài mấy đó nha mấy đó là thời so với con hàng mới như con này là dòng Muji Ban 6 mà nó là bảy kim nha bảy kim à, có nhiều chức năng lắm xem được nhiều mũi giờ đây nè nó dòng kim nhưng mà nó nhiều chức năng ha. nó không khác gì con điện tử nãy đó à, nhiều này chỉ ngày tháng thứ nha. Chỉ, chỉ chỉ thứ chứ này báo thức nè à, giờ điểm ngược chỉ thể thao này đồng hồ này chỉ 24 nha đồng hồ này là chỉnh được uh, báo thức với lại uh, xem được nhiều, nhiều mũi giờ thế giới cho chỗ này nè 24 giờ chỉ ngày đêm nè lịch dạng liên ha em test dạ quang cho con này có giờ điểm ngược nha để cho em bấm cho nhà xem ha đó Dạ quang nha bấm qua đây giờ điểm ngược cái chút cho nó chạy rồi kính zin nha kính zin là không có sức mẻ vậy chỗ đây có vết xíu nha nè, dẫn báo cho nhà luôn không đáng kể đâu nhưng mà dẫn báo từ ngày xây á mình bán mình, mình, báo cho người ta hết khi mà ta nhận hàng ấy, về ha người ta thấy biết có rồi thấy báo rồi đỡ bỡ ngỡ nha còn ví dụ mà kính mẻ xước nặng báo đẹp đẹp chúng nào cũng đẹp mà về nhận con đồng hồ xấu quá thiện kỳ quá nha nó nói qua nói lại được mất thời gian khúc đó nữa ha lại này nè dây khóa nè nói chung con này hàng xây si mà độ mới này là hơn 85 trăm chứ con không dám báo 90 mươi tám mươi tùy theo mắt anh em thôi mặt sau đó, đó, đó vẫn là mã là cứ sạch là casio M sáu một mà ra này ha đó, cái mặt sau phải xước thì nhà thấy cái nắp sau là ta ít đeo thấy nó còn bóng lưỡng mà còn cái chắc xin của nó là biết nó ít có mòn rồi Ít có đeo ở nhà là biết mới rồi ha Dây của nó 18 thôi con này dây 18 anh em tay 19 thì báo em luôn Tự hình như còn mắt dây mắt dây này thì thông dụng ừ. Tay 18 đeo thoải mái nha lên tay Form này anh em 18 đối về đeo đẹp rồi nè cái form tay 17 đeo đúng đúng 17 đeo mấy form chắc Thì cái dòng này nha nó là full titanium mà full toàn than titanium luôn á cái nhà sợ thử đi nó sẽ là gần 20 triệu luôn nó dòng này ngày xưa nó rất mắc tiền ấy nha phay xước bốn góc còn nguyên si nè chưa đến bóng spa ba gì đó còn nó mới bấm vào điểm ngược cho nhà xem nó chạy ngược nè nó mình đeo ha đeo, đeo uống phơi pháo bấm cho nó chạy ngược chạy đâu hai phút nửa tiếng gì đó nó chạy ngược rất hay ha có chức năng đó nha bấm ngừng nè reset nè reset lúc này nè đó rồi bấm này qua đây cái xem mũi giờ thế giới nè cái đồng hồ này chạy nè à, rồi bấm qua đây cái là báo thức nè có báo thức luôn nha à, on off nè up nè on nè đó. rồi quay lại giờ bình thường chị thứ nè này thứ tư nè rất hay ha con này lịch dạng niên nha tháng thiếu tháng đủ gì cũng được nha nó sẽ bước qua ngày mới tháng mới ha xe của nó 41.2 mỏng nè 10 8 đứng luôn là 46 rồi con này 1350 nha chịu 350k mã C93 ha. 1 triệu 350 mã C93 Rồi em lên cho nhà một con Rạch nha Con này thương hiệu Mỹ á Con này được cái mặt cam thôi Chạy Thường 6 kim một cốt sẽ là lịch Ngày đây nha Lịch thứ đây nha Có đầy đủ lịch ha 24 giờ chỉ ngày đêm nè Mặt cam ha Anh em hạp mặt cam chốt này Cái nhà thấy cái này nó còn phai xước là biết nó mới rồi Thì do nằm trong lô kính sẽ có lông mèo thôi nha Chứ không sức mẻ gì đâu Dây của nó nè là quay cận cảnh nó dính bụi thôi Đó. thì anh em mà đã từng xem video bên em biết nha hàng em báo sao nhận hàng y vậy có nhiều con sẽ đẹp hơn ừ. tự trong đây mình thấy không có hết đáy sấy ha máy nhật rồi con này thì anh em hợp với màu này thôi chứ mấy con này thì rất là hiếm rất ít ha ít cái màu có lắm xây ngang 40 đi Đó, nó nó chuẩn 40 nha nếu đo rè phải hơn 40 là năm mỏng 11.8 dây còn dài dây đó so với cái mặt thì dây dài dây 19 là quá dài à, lên tay càng cấp á, anh em tay 15 đủ lên đều cũng được mấy dòng tay em thích thôi có ngày tháng thứ đầy đủ ha rồi con này thì 950 mà à, 6, 6 9, 50, a 665 950 A65 nó là dòng 6 kim nha chứ không phải là 3 kim ha 6 kim mở giá như 3 kim mà mặt độc lạ nữa nha rồi một con uh, Citizen dòng cao cấp của Citizen STSA lịch dạng niên nha. kính sapphire nha con này cũng toàn thân titanium luôn đó, cái dây nữa nè còn phai sước còn mới vậy nè đó, cái niệm nó nhà mình vừa nhìn dưới đèn thấy lông mèo thôi nhưng mà ở ngoài nhà thấy nè đó, nó bình thường nó đẹp thì cái đồng hồ nào mà ở dưới ánh đèn mà không thấy lông mèo nha đó. nhưng mà độ mới con này là hơn tám lăm trăm ha đó, nè hàng si mà nó còn đẹp vậy là ok nha dây khóa dập hiệu quá rồi Nói chung tùy đủ mới mua đồng hồ nha Có nhiều anh em cứ nghĩ mắc hơn 1-200 Không dám mua đồng hồ sợ mình mua mắc hơn Nhưng mà mình không nghĩ lại là cái cái giá trị hàng mới đó rất là cao ha Mình chỉ có mua hàng si mới được giá này thôi này nó mã đó đây nha Citizen H110 Sạch Google là ra thôi Đó nè mắc in sao băng nè ừ, Lắp ráp sản xuất bên Nhật ha Tiền nào của nấy nha Chứ mình đừng có ngại là mua hàng si mà mắc hơn 200, 300 ngàn, 3, 400 ngàn không có đâu Mình chỉ so với hàng mới đi, mình mua hàng si rất là rẻ ha Dây con này 19 được, lên tay quẩy nè Này form này kiểu quên trệt dáng xưa, Watage ra nó đó, đó Anh em à, tay 16 đổ về, 17 đổ về như em được đeo mấy form này cũng đẹp Xe ngang con này chuẩn luôn là 39 nha, mỏng nè Nó 87 Trứng này là 43 nha Kính ta phê ha, lịch dạng niên nha, chỉnh ok rồi anh em muốn cách chỉnh giờ mấy dòng này báo em luôn rồi con này 1 triệu hai mã a 95 nha triệu 250 a 95 mặt trắng mấy này đeo siêu bền là nó có nhiều anh em ngại pin năng lượng nha sau này có bán hết rồi nha à, uh, shopee việt nam mình bán rất nhiều ha rồi em lên chỗ nhà một con đây casio này luôn nó có nhiều anh em hỏi uh, casio nào bản nội địa là chốt máy này nè nó là cũng thuộc dòng quay cấp tơ đời đầu bốn cốt nè mà con này nó mới lắm con này nó titanium nó mới nha. nó kiểu thuộc hơi cổ mà còn mới à, dây khóa dinh hết kính đẹp mặt xanh ha à, cọc số có dạ quang cũng là chạy nhiều cái về thế giới và để thao báo thức nha. đèn nữa nè đèn nó đèn, đèn âm ha. đèn rất sáng luôn thì con này nó sẽ xài được hai dòng pin ha sau này nhà xài hết cái lớp pin này lắp pin thường xài bình thường nha cứ hết pin thay pin thay thôi nha nó đơn giản cho những chú mà ta ngại pin năng lượng chốt mấy này cũng được thì con này là Casio WVA 420 TV là ra nó thôi. À, sao băng hát là lắp ráp bên Nhật hết nha. Bắt bốn ốc. Thấy mặt sau còn láng o rồi ha. dây khóa. Đồng hồ quay về thấy nó mới rồi. À, con này cho anh em số tầm siêu bền. Đó. Đeo đám tệ cũng được nha. Tự nó thuộc dòng cổ. Ừ. Có nhiều anh em ta thích đeo đồng hồ nó hơi xưa xưa xíu ha. Cho nó không có đụng hàng nha. Dây này thì 18. 18 đeo ok rồi cũng vậy nha giờ thế giới giờ thao báo thức này các kiểu hết à đèn là ok hết à. xe ngang này thường là 42.3 mỏng ở 11.5 Nói gì nè Titanium ha, siêu nhẹ anh em dị ứng với thép inox màu hoa muối á chốt này rồi 550 mã B53 nha 550k B53 một con AL3 dòng Senko con này thì Wintech dán sơ là nó rồi đó. mới lắm Ừ, cho mua về tặng cho mấy chú bố này cũng được nha đeo mấy này kiểu đứng tuổi nó coi giờ dễ cọc sốt cho lịch gốc 3 giờ có dạo quan chấm bi thôi nó này kéo cái chỉnh giờ bình thường thôi con này được cái nấm cổ chai luôn nha nấm cổ chai nè đáy sấy nè tức là tắm rửa đi mưa bơi vẫn được nha nhưng hàng suy lưu ý không bao nước ha trước mắt là cái thông số chống nước ra cao rồi ha nó dán quỳnh tẹt dán xưa dây còn dài lắm giá bình dân là mấy này thôi nha máy nhật ha dây thì thoải mái về mình này mình tăng đưa được nhà cắt dễ lắm cắt mắt dễ lắm nha nói chung đồng hồ là mình sản xuất ra dây dài dây ngắn là có cắt mắt được hết nha có nhiều anh em hỏi cắt dây được không là bình thường nha cắt được bình thường xây 36 thôi tự đó rìa 36 năm tính 36 đúng đó đứng luôn là 41 mỏng chín 90 nha nó dán quýt tẹt dán xưa là nó thì cái dán nó như mấy con mà sinh cô ba núi đó, ngày xưa đó, đó, thiết kế máy Nhật, máy Senko ha, rồi 450 mã A74, à, 450k A74 nha. Rồi em lên chỗ nhà một con này đi. Con này cho anh em mà thích đeo uh, kiểu uh, bản dây da mà khóa bớm nè, để em lên tay chỗ nhà dễ hình dung ha. Gài vô nè. Gài vô nè. Đó, gài vô. Để vậy thôi. À, con này là bản dây da ha, máy Nhật, thương hiệu của Nhật luôn gì, Colever vậy nha lật lệch góc 3 giờ, độ mới ok, phay xước nè. Phay xước bốn góc còn nguyên nè. Kính zin đẹp không sức mẻ ha. Dẫn bóp vết bó lông mèo nha. Đây. Thì cái này, cái khóa này nha, khóa này mình có dễ giờ tới giờ lưu được có nhiều anh em chưa biết xài nè. dù mình đẩy cái nè, nó xỏ vô. Thì nó có cây đó, tới cái lỗ mà mắc mắc tay mình thôi. À, ví dụ tới lỗ mắt tay bóp vô thôi. Đơn giản thôi nha con này thì uh, anh em thích dây da khóa bấm chốt này, thay ngang của nó luôn là 36 mỏng. bảy à, 7 ly, này dính giờ dìm lao Dính giờ này Phai xước bên hông nè. Máy Nhật mặt sau đây. Siêu sao chưa bóc cũng gì. Thông số đủ nha. bài bản khuôn thép luôn á, toàn thân là khuôn thép. Thì dây vẫn còn xài chán nha, dây zin nó luôn nè nó có hơi kiểu phai phai như là trong lô có kiểu nè có vết nứt chạy nhưng mà vẫn còn xài ok nha nè là con này thì em bán 450 thôi mở b31 450k b31 ha dụ anh em không thích cái dây này mình cứ lắp dây da bình thường hoặc là lắp cái khóa bình thường vô thôi xài bình thường nha đơn giản rồi à, đôi sai nữa chưa xe 36 nha Dạ 450 ha, B31 nó thuộc chi da, anh em thích chi da chốt đó. Rồi một con siêu quá siêu ít thị sĩ nè. Con này thương hiệu thị sĩ nổi tiếng này, đó, không có hàng nhái ha. Thì con này bản dây nó là dây cao su nha, cao su mịn đó nè. Nó dính dơ nó dính bụi giờ lau ra. siêu quá, nè. Siêu mỏng luôn. Mặt trắng ha. Con này siêu mỏng nhưng mà nó xe to nha. Thì cái dây bên đây nha thấy nè, à, chỗ này bình thường nha bên đây thì nó hơi nha, trong lô nha hơi phai xíu chỗ này xíu nhưng mà vẫn bình thường nha không có không có gì hết đó vẫn đeo chán chứ không có đứt gãy gì đó không ảnh hưởng gì nha lên tay cũng bình thường nữa đợi anh em thích siêu quá siêu ít siêu mỏng con này ít lắm nha con này là như con có bán siêu quá siêu ít nhiều nhưng mà con này em bán đầu tiên luôn á tự nó mỏng mà nó to nè tới 40 lần rất là độc luôn có mỏng nè có 48 thôi đó, anh em hay sâu đầm chốt này ha đứng luôn là 45 nè giá nè 550 mở b36 nha 550k b36 ha. này cho lắp một pin cho trăm ngàn này. cái pin xịn nó mới vô được cái cái mỏng gì nha 550 ai kết chụp hình trên lâu cho em Xì quá suýt rồi em lên chỗ nhà một con đây 12 lá cờ nha này giờ 10 lá cờ chứ tự hai ô này hết lịch với ấy rồi con này hình như điểm test kính cho nhà xem thử đây ở ừ, mấy này là kính sao khuya gì đó con này kính không loang nước nha nè kính xịn á, kính nhưng mà không bao sao khuya nha con này là thương hiệu Paris nè Paris Pháp mặt của nó là sám bùng có 10 lá cờ ha, cho 10 cặp số con này thì nền xây được nè nấm của chai nè đáy sấy nè tắm rửa đi mưa bơi thoải mái ha nhưng mà hàng xây lưu ý không bao nước nha chống nước tới 200m lần nè thương hiệu Paris bản dây dây xương cá thì cái form này dây cỡ này là ok nha, dây 17 vừa nè, tay 17 đều vừa y luôn. Đó, khuyến cáo anh 17 đưa về thôi nha, đó. Lên tay chắc không? đủ mới còn cao nha, Độ mới còn phai xước cái dây còn phai sước Hàng si vậy là quá đẹp nha. Nhiều lúc mình ngày xưa mà anh em mà mua hàng mới á, giá cái rác lắm, sau này biết hàng si thấy mới thấy tiếc tiếc nha. Xin ngang con này thì 37 mỏng. 9 ly, đứng luôn là 37.8 ha. À, con này đẹp, độ mới ok à, con này bán nhà giá 650 mã A84 nha. 650k A84. Đây sắp tới là hàng xây nết lợi nha, từ bên Nhật Việt Nam biết mua nói chung không phải Việt Nam mình nữa. Tất cả các nước ta cũng đều đấu nha, đều đấu hàng chứ không phải riêng Việt Nam mình đâu. Đấu hết hết đồng hồ. Là một con Cross thương hiệu Mỹ á, con này thương hiệu Mỹ, máy Nhật thôi. Này độ mới ok này dính giờ độ mới ok nha này thương hiệu nổi tiếng á à, mặt sau đây cũng đẹp lắm full zin nó luôn uhm, ừ, thì anh em chưa biết cái chụp hình sạch google chỉ cà là gà nó thôi à, dây khóa zin nó hết dây da xịn đó ha dây da văn cá sấu nha ừ, khóa dập hiệu đó. rồi con này đeo như con DW vậy á nhưng mà nó thương hiệu dòng sai rồi thương hiệu mỹ dây khóa là lên tay 7 nè hôm nay chắc 40 thôi 40 xe quốc dân mỏng à, 9 7 lít 7 ly 9 là 8 ly cái nấm thiết kế độc nấm zin nó hết nha thiết kế rất là lạ rồi con này 850 thôi 850 k mã b35 850 b35 thương hiệu Carrot Mỹ rồi con này nha con này rất là độc ha con này thương hiệu Italy nè Italia viết tắt của Italy ha lịch gốc 3 giờ con này độc lắm này anh em mà sưu tầm đồng hồ mà chưa có cái mẫu cái dáng này là chốt này này như mới như sạch như cũng bốn triệu mấy vậy nha nè ừ. nhìn thương hiệu là biết xịn này nhìn mắt sau dây của nó luôn thì này nó hơi kiểu phai nha. nằm trong không thành vấn đề dây zin đó nè dây khóa zin đó nè đó. dập hiệu nè thì cái chỗ con đĩa này nó thiết kế con bắt đọc nha nó thiết kế dính theo cộng chỉ để con đĩa là tới đây là hết tới đây là hết mất rồi đó, rất là hay ha rất độc nha tưởng lúc đầu tưởng nó bị bung chỉ về nhìn kỹ là nó thiết kế điểm nhắn của nó nha khóa nè đây khóa nè. dọc dập chữ quá trời luôn vậy da xịn đó, ha ừ, bên đây thì nó thiết kế đen da đen trong đây ngoài đây là da bò màu bò nó là độc có đường chỉ ngang ha mặt uh, con này kiểu mặt khoai môn sao nha thì kính em test thử kính cho đẹp nha Rồi, kính nó nha, không loan nước nha. Kính không loan nước nhưng mà em không có bao sao gì đâu nha. Để mất công anh em mình hỏi tới hỏi lui, chết kính như nó chết luôn nha. Rồi, kính không loan nước, kính đẹp, không sức mẻ dạng bóc với lông mèo luôn. Lịch cốc 3 giờ nha. Nè, cái núm nè. thiết kế điểm nhắn đẹp. Con này độc lắm. Con này anh em mà hay số đầm đồng hồ chưa có mấy mẫu này. chốt này, nhìn nó cổ điển. Xe ngang nó 40 ha, nếu mà độ này tới dài nha, tới 44.7 mỏng. 13.8 càng kìa. Nó 52.8 Con này đeo đám tiệc cũng hay nữa nha Nhìn nó lạ lắm ừ, Khó đụng hàng lắm nha Này anh em tay 17 Nhưng em 16 đô lên đi 16 đô lên đeo đẹp nha ừ. Rồi con này em bán 1 triệu 150k nha Mã B38 nha 1 triệu 150k B38 Hàng xịn nha Hàng thương hiệu nha Italy á ừ. Này kết chụp hình trên Zalo cho em Rồi em lên cho nhà một con Cũng Ý luôn Thương hiệu Ý luôn Ad Money Thương hiệu này thưa giờ rồi chạy 6 kim một lịch cọc số la mã kính có lông mèo nha kính không sức mẻ có lông mèo bản khuôn thép dây còn phai xước nè, chưa đến bóng c 3 vậy đó tức là chắc xin nó còn nguyên si ha khóa bớm nha. mặt sau đây thông số đủ nha mấy con này 6 kim mà giá gì bình dân nha ngày xưa ở nhà mua một con 6 kim ở Việt Nam ở nhà phải bỏ bèo lắm phải 4 triệu rưỡi 5 triệu mới mua được con 6 kim ha hoặc là ở nhà muốn mua con đồng hồ Việt Nam mà đeo được á là phải hai triệu rưỡi nha hai triệu rưỡi đủ lên 2 triệu đủ lên nha chứ mua triệu mấy thì thôi xài là biết rồi con này thì dây nha, dây mười chung tay 19 vừa khuyến cáo 18.5 đều thoải mái luôn lên tay 7 nè. hôm nay anh em 16 đô lên đều đẹp rồi thì đồng hồ 24 giờ chỉ ngày đêm nè. này thể thao này thể thao đó ta. kim lớn ba kim lớn bấm thể thao chạy nè kim ở giữa chạy nè đó nè chạy qua đây đó bấm ngưng nè reset nè khuôn chức năng đó nha độ mới còn cao á này hơn 85 gần 90 hàng xi rồi quá đẹp nha. Xi ngang 43 mỏng nè, à, 104. 10, cái phay bên hông còn nguyên xi. Cái, cái càng nữa coi. 50 nha. Ừ. Rồi anh em thích dòng 6 kim thì chốt mấy này, giá bình dân so hàng xi vậy quá ok. 1 triệu 250k mã A98 à, nha, 1 triệu 250 A98 à, ha. Rồi một con Casio, con này thì cũng dòng quay con này đặc biệt là có đèn tự động ha, tối lát tay đèn tự sáng. Đó. Nó là bản nội địa Nhật là nó đó. đó. Đây, bản titanium luôn. Nó cũng dòng cổ mà nó còn mới vậy nè. Đốc ráp bên Nhật hết, độ mới ok, titanium siêu nhẹ ha, máy bay ha. Mặt sau đây. WVA 400 TV, sao băng. Bắt bốn ốc mà uy tín này. Rồi con này thì lên tay kìa. À, 10, 19 nha, dây 19 nhưng mà khuyến cáo 18 năm đeo thoải mái luôn nè, lên tay nó lắc đèn sáng liền. Thích hợp cho những chú đứng tuổi anh em làm việc buổi tối à, lên tay. Nhìn nó ngầu nha, ngầu rất ngầu nhưng mà nó nhẹ nha, nó là thép máy bay mà. Titanium mà. Cọc số có dạo kim có dạo quang nha, vừa vô tối tự sáng ha. Rồi cũng vậy nha, xe ngang của nó là 42 mỏng nè. À, 13 ha, giờ thế giới nè. Đó, à báo thức này. À, xem mức pin nè giờ giờ thể thao ừ, giờ điểm ngược quay lại giờ bình thường khách xét chỉnh kim quay lại giờ bình thường đó đơn giản kính còn đẹp lắm rồi con này 550 mã A80 nha 550k A80 ha hàng xưa mà nó còn mới gì là ok nha rồi em lên cho nhà một con nội địa nhật này lịch dạng niên ha này là dòng cao cấp của Citizen nha nó mới Ê, của Senko nha này là Senko ha lịch dạng niên Dòng cao cấp nó mới có lịch dạng niên nha. Để em test kính trước cho. Dòng này là kính ta khoe rồi. Dòng cao cấp mà. Đó, Kính nè. Đó. Rồi. Một con Senko dòng cao cấp ha. Lịch dạng niên nha. Chúc em test lịch cho nhà xem. Bản dây của nó. Đó. Nó là dán xưa. Dán Watage. Quên tẹt là nó. Bên hông ở đây. Độ mới còn cao. Full thép toàn thân, Mặt sau đáy sấy nè. À, thông số ghi nè bắt in sao băng rồi anh em hay hỏi hàng chuẩn hãng là máy này ha này phơm cho anh em quên tẹp thời gian xưa á dây thì chất 20 luôn lên tay quẩy nè có nhiều anh em ta tay to á ta thích đeo những cái phần nó, nó dạng như xưa và wow, huyền thoại nha nó đó, đó rồi xe ngang của nó luôn là 36 chiều đứng luôn là 42 mỏng 98 ha rồi đang là nay ngày 12 ha rồi em test là khi mà kéo nấm ra đẩy vô cái kim dây nó sẽ chạy 4 4 ô nha tức là hai 20 phút á tức là năm dẫn còn năm lẻ ví dụ năm lẻ nó sẽ là ba hoặc là một còn này năm chẳng năm lẻ ha nên năm 2024 là chọn 20 giây ha rồi bắt đầu chạy lại tháng 6 bắt đầu ngưng cái chạy lại ngày 12 em test cho đúng ha nè, đẩy ra nè kéo vô đẩy vô nè chưa nè chưa ăn ha đẩy đẩy vô liền nha đó năm nè 10 nè 15 nè 20 nè tức là năm 2024 á nó năm chẵn lịch chạy lệ ngày 6 nè à. tháng 6 chứ rất là hay ha thì con này em chỉnh ok rồi anh em mà muốn trải nghiệm mấy cái này cứ báo em luôn gửi video chỉnh giờ cho có hướng dẫn hết nè. rồi chạy lại đầu tháng 6 nè. À. tháng 6 bắt đầu ngưng ha đó anh em muốn trải nghiệm á, đeo đồng hồ thường với chán trải nghiệm đó ngưng nè rồi chạy lại ngày 12 nè đó mình muốn trải nghiệm thêm mấy dòng cao cấp này ha. chốt mấy này giá bình dân nữa nha rồi vậy là bình thường thôi nó rất độc ha rồi con này dáng quanh trẹt dáng xưa thôi rồi 850 mở bơi 32 nha 850k b 32 ha. cho con CTN chuẩn hãng là nó đó, đó rồi cái um, Senko chứ cho con cô lộn mấy nha cho con cô chuẩn hãng là nó đó, đó. chuẩn hãng cô mất in sao băng là nó con này CTN nha con này thì cũng thuộc dòng cao của CDN Eco Ride pin năng lượng. Pin khỏe nha, con này nó full zin luôn. Dây của nó nè, ở trong lớp nhung nè. CDN dập hiệu nè. Con này nó như hàng kiểu chưa có dùng luôn nha, nhưng mà nó nằm trong lô đó. nè, dây nó hơi cũ về mình xì ba được có có thể tẩy trắng được nha, nhưng mà em nghĩ khỏi cũng được. Tự lớp da ngoài còn rất đẹp. Còn mới lắm. Độ mới rất cao nha. Hoặc là anh Nhật có dùng đeo một hai lần thôi còn siêu sao chưa bóc mà Nào. không số đủ vẫn là chạy máy h 415 nha đáy sấy luôn pin năng lượng khỏe ha. bản full thép dây khóa zin hết nhìn quyên con mà zin của cdn bản dây da là con này là đúng lên tay nè chấm test cái con này kính sao phê không kính sao phê ấy nha nó thuộc dòng này dòng cao rồi đúng rồi con này kính sao phê đây kính không loan nước nữa nha nè không lon nước ha rồi con này thì em chỉnh ok anh em muốn trải nghiệm mấy dòng này cứ báo em gửi video cho nó bản khuôn thép bên hông còn phai sức nè dành cho những anh em mà thích đeo dây da hoặc là làm việc văn phòng thư sinh này đó, chống này xe con này chuẩn nó là 38.5 thôi nó chuẩn nó đi đứng luôn là 42.6 mỏng 9 ly rồi con này em bán 950 mã B52 ha 950 B52 này form này 17 đối về đeo đẹp đó nha tay 17 nha em mà đeo đẹp cọc sốt trò có dạo quan chấm bi gì đó đúng rồi có dạo quan chấm bi à. rồi 950 b52 nha rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha em xin chào nhà nha